gần như luôn lọt top những chai champagne được yêu thích tại Việt Nam. Mức giá chưa bao giờ là cao trong phân khúc. Đó là những gì mà chè vàng Cana Duchesne Leoni có. Những mùi thơm của các loại trái cây họ cam quýt là đặc trưng của hầu hết champagne rồi. Thế nhưng khi thưởng thức thật sự thì em nó còn thể hiện rất rõ mùi thơm quen thuộc của táo xanh và chanh dây. Ngay tại thời điểm này, nhân lúc em nó còn đang có giá tốt nhất mà lại còn trong một ngày hè oi bức như thế này thì không còn gì phù hợp hơn nữa. Champagne dù làm khai vị hay uống solo đều rất phù hợp các bác nhé.